Mọi việc đều có nhân, có duyên, có cách thức thành nghiệp. Mình thấy cái đó, mình thấy cái đó mà sẵn mình cái pháp đó nó hiện bày ra, mà sẵn cái pháp mà mình không ưa rồi, mình sẵn mình không ưa rồi, cho nên vừa nhìn cái đó là biểu lộ sự không ưa. Mà ít có khi nào mình điều phục nín đi thôi, nói chi không phải biểu lộ chứ, khiều thấy không? Phải khiều móc người khác, cho người khác biết. Chẳng những vậy mà mình không ưa nó rồi mình khiều hết cái nhét nhóm luôn. Cẩn thận nhỏ đó nghe. Cẩn thận đó ông đó nghe. Thành thử ra tại sao mà chúng ta khổ chùm với nhau, tại vì chúng ta luôn luôn kiếm người đồng nghiệp. Biệt nghiệp của mình là chưa đủ, mình phải kiếm người cộng nghiệp với mình. Cho nên đừng có trách làm sao mà người đó cứ khổ, lúc nào cũng tới với mình, là mình có cộng nghiệp với họ. Cho nên nghiệp một mình lo tự tu thì đỡ rồi, không phải móc khiều người khác vô, mà khổ nỗi người khác cũng khoái cộng với mình nữa. Lần sau mà lần sau gặp cái nhỏ đó có gì nữa nó tôi biết nghe. Muốn cộng nghiệp chung, cho nên biệt nghiệp của mình mà rồi mình cũng tìm người khác cộng nghiệp với mình, có không? Cho nên mình thấy rõ cái đó là mình gì, đệ tử Phật. Đệ tử Phật mình lên tới trung phẩm rồi đó. Hồi nãy hạ phẩm là sao, bóng dáng có bàn thờ thôi đó, rồi cũng thay, mỗi mỗi lần mà đi đâu mua trái cây về cũng rửa lên để bàn Phật vậy. Nhìn bàn Phật biết đệ tử hạ hay trung rồi. Đệ tử tự mà hạ phẩm đó, biết không, mua trái cây về để mà chín là xuống bưng xuống hết. Lúc còn sống là để im. Còn đệ tử trung phẩm á là chúng ta chỉ nghe pháp thôi, hay là cách sống kiểu vậy đó. Còn đệ tử thượng phẩm á là chúng ta thấy, chúng ta làm được việc. Cho nên tất cả các cái pháp như là lại Phật, tụng kinh, ngồi thiền được hết, cứ làm. Vì tất cả 1 giờ mình ngồi niệm Phật á, có thể 30 phút loạn tâm, nhưng mà ít nhất còn 30 phút còn lại là niệm Phật. Và 30 phút loạn tâm đó đó, nó cũng đỡ hơn là mình 100% loạn. Là vì lừa loạn tâm mà vừa loạn thân, là trạo cử di động vân vân. À, mặc dù ngồi đó đó suy nghĩ lung tung lắm, thậm chí ngồi ngủ nữa, nhưng mà không sao, kệ. Có nhiều hòa thượng nói á, nghe pháp á nhiều khi thà là ngủ gật còn hơn là ngồi đó mà phân tâm, so sánh hay dở vân vân. Thì trở lại vấn đề là khi mà chúng ta xưng tán Đức Phật là đấng điều ngự trượng phu, là vì Ngài có khả năng điều phục hoàn cảnh con người. Quý vị thấy không, trong cuộc sống mình đừng có nói chi bá gia bá tánh bên ngoài, nội mà cái nhóm Phật tử đi chùa chung nhau thôi, trời ơi cũng phải điều phục dữ lắm, thôi cũng 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 phiền não với nhau, đó là rất bình thường, không có chuyện gì xảy ra, không có gì. Tiếng Mỹ nó là big deal. Tại vì sao? Ngày nào con người còn sống, ngày nào con người còn gặp nhau, đó là pháp của thế gian. Nhưng mà chính pháp thế gian nó hiện khởi vậy, mình thấy được nó cho nên gọi là thế gian giải. Mà mình thấy được nó rồi, mình giải hết các cái nghĩa của thế gian rồi, thì mình sẽ đi tới cái thứ ba là gì? Điều ngự trượng phu. Vì có khả năng điều phục hết các pháp sinh khởi của thế gian, con người và sự việc. Con người và sự việc. Pháp Hòa ví dụ như á, sáng nay mình ngồi ở một nơi này nhỏ, mình cũng gọn gàng sao lát cũng vô hết à. Mà nếu mà chúng ta ở một cái chỗ rộng, thấy không, thì chúng ta cũng thoải mái rồi, cũng đủ chỗ ngồi. Rộng thì thoải mái rồi, nhưng mà nó hay cái là chật, chúng ta vẫn có thể gói ghém đi vào trong đó được. Tại vì sao? Là vì chúng ta tự nhận biết. Nhìn cái ô hơi chỗ này hơi chật nè, thôi mình ngồi xích vô cho ta có chỗ ngồi. Nhưng mà ngược lại có nhiều khi mình không thích người đó mà mình tấn 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 cái áo, tấn cái đôi giày chị đó, cho tôi ngồi ra chỗ này có chỗ rồi vậy. Mình tấn người ta ra nhưng mà không ai ngồi hết á. Nó biểu hiện khi mình gặp cái người đó, mình biểu hiện, tại vì mình có sẵn có cái nhân. Mình sẵn có cái nhân của không thích,
rồi cái người đó có mặt là cái duyên để mình sinh khởi pháp không thích, và mình sẽ có cái cách ứng xử mà không có phải mình suy nghĩ đâu nha, nó đi ra một cách rất tự nhiên vậy. Tại sao? Tại mình sống bằng tập nghiệp rồi, mình sống bằng cái nghiệp đó rồi, gặp là tự đi ra một cách thoải mái nhẹ nhàng mà không cần suy nghĩ tôi phải làm gì để đối phó với người này. Cho nên rốt cuộc rồi á, mình tu thì cũng có tu nhưng mà mình không chuyển hóa được cái tập nghiệp của mình. Tối hôm qua có một em Phật tử trẻ nhỏ lớn lên đây, sanh đẻ đây mà. Nó hỏi Pháp Hòa bằng tiếng Anh đó, nó hỏi tại sao có những người đi chùa gọi là cũng tu những ngày tu học á, nguyên ngày tu rồi vậy đó, nhưng mà họ sao họ về nhà họ yên nguyên à? Hỏi nó qua vậy như vậy là nó có quán chiếu thâm sâu các bậc trưởng lão của nó rồi đó. Nó hỏi mà tại sao mà các vị đi chùa rồi cũng tu ngày này qua ngày kia vậy mà sao về nhà cũng còn, rồi sau đó nó hỏi một câu nữa, nó nói vậy làm sao mình sống mình tu vậy nhưng mà trong cuộc sống này mỗi ngày mình phải tiếp xúc quá nhiều, làm sao mình có thể mình thêm, làm sao mình có thể mình điều phục được đó. Không, thành thử ra thưa đại chúng hồi nãy Pháp Hòa có thưa với quý vị là Đức Phật là thế gian giải là điều ngữ trượng phu, tại vì ngài có đủ khả năng điều phục các pháp. Tối hôm qua Pháp Hòa có dịp thăm quý Phật tử ở trên Auckland, thì có một bà cụ 87 tuổi, cả tuần lễ nay là bà trông bà gặp Pháp Hòa lắm, bà đăng ký cho ngày tu học ngày mai nữa. Mà khi mà bà hay tin Pháp Hòa ở Auckland, bà ở gần đó, cho nên bà nói với các người con chở bà lên thăm. Và bà cháu gặp nhau vui vẻ. Trước khi bà đi về, bà còn tới bà bắt tay, nắm tay Pháp Hòa, nói thôi đi về, chủ nhật gặp thầy. Vậy mà khi ra tới xe đó, thì bà mới nói sao người bà nóng quá, nhức đầu quá. Thì lên xe đi một đoạn bà nói bây giờ cái đầu muốn bể ra. Thì các người con mới nói thôi mẹ ráng về tới nhà. Nhưng mà cuối cùng thấy không xong, chở bà thẳng vô trong bệnh viện emergency. Thì bác sĩ nói là bà bị vỡ mạch máu đầu, bây giờ là máu tràn ra tới đầu và bà chỉ còn trong vòng vài tiếng nữa thôi. Thì lúc đó là 11 giờ đêm, thì Pháp Hòa đang trên đường đi về lại San Jose, thì các Phật tử gọi báo cho biết là người nhà mới báo tin. Thì Pháp Hòa hỏi bây giờ người nhà có sẵn lòng để mình, bác sĩ họ nói con cháu vô hết đi, họ cho vô thăm hết. Thì Pháp Hòa mới quay xe trở lại, quay xe trở lại vô tụng kinh niệm Phật cho bà cho tới 2 giờ, cho tới 1 giờ. Thì bác sĩ mới nói bây giờ không thể phòng này nữa, họ cho mình cái phòng nhỏ mà chỉ có được 2 người thôi. Thì Pháp Hòa mới xin phép là dẫn hết các Phật tử ra về cũng như bà con bớt vậy đó, vì trong đó ít nhỏ quá. Thì các người con vô ở với bà và bà mới ra đi hồi sáng này. Thì quý vị thấy mới nắm tay mình đó, mới nắm tay mình, mới nghĩa là rang rang vui vẻ không một chút gì biểu lộ sự bệnh hoạn. Và khi mà người con rể biểu bày tỏ trong cái đêm đó là con nghĩ rằng mẹ của con đã hoan hỷ. Tại vì sao? Vì cả tháng nay bà cứ nhắc tên thầy, rồi cả tuần lễ nay là bà nôn nao bà gặp thầy. Và thậm chí các người con nói chủ nhật này được gặp không? Tối nay đi gặp thầy. Rồi trước khi đi về là lại nắm tay, chia tay đàng hoàng. Đó. Rồi ngày hôm nay, sáng nay là dẫn các người con dẫn đi chơi, tối về đòi đi thăm thầy. Và bà nói, người con trai rể nói rằng á, bà nói hàng trăm lần, khi mà bà không thể sống được thì xin cho bà đi liền. Đó. Thì Pháp Hòa xin thưa đại chúng á, nghe một câu chuyện đó chúng ta mới thấy cái gì gọi là gì? Vô thường. Nhưng mà cái vô thường mà giây phút đó đó, phải không? Cái đó gọi là nhất kỳ vô thường. Nhưng mà trong cái nhất kỳ vô thường này, chúng ta có một loại vô thường là sát na vô thường, tích tắc thôi, phải không? Mới vừa đỡ lên xe và bà còn nói chỉ hơi mệt thôi,
Đi được chút xíu sau thì bà nói bây giờ cái đầu bà đau muốn bể ra và người bà nóng bức khó chịu. Cho nên trong cuộc sống này, tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta đang chịu chi phối bởi một cái gọi là sát na vô thường. Tích tắc qua, tích tắc qua, tích tắc qua. Ví dụ nãy giờ mình ngồi đây là giờ hết nửa tiếng rồi đó. Sát na vô thường. Rồi 24 phút, 25 phút, vân vân, nó cứ thay đổi. Đến một lúc nào nhất kỳ vô thường, hết giờ rồi, mọi người đứng dậy ra về. Và mỗi ngày chúng ta có những cái sát na vô thường, nhất kỳ vô thường. Và chính thân mạng chúng ta đây cũng đang chia sát na vô thường. Và tới một giây phút nào đó chúng ta buông xả hoàn toàn, nhất kỳ vô thường. Các vị, các người con Pháp Hòa nghĩ cũng hiểu đạo, cho nên người vô khóc, rồi có người nói ồ mẹ ráng khỏe, vân vân, các con các cháu vô được. Thì Pháp Hòa có chắp tay thưa với đại chúng trong gia đình là duyên của bà có lẽ đã viên mãn. Mình phải nói là chữ viên mãn là gì sao? Bà sống trọn 87 năm vui vẻ với con cháu. Con cháu thương yêu chăm sóc. Và cuối đời bà biết Phật Pháp, biết hướng thượng, biết hướng tâm về Tam Bảo. Và cả tuần nay bà nghĩ nhớ tới Pháp Hòa là bà niệm tăng. Rồi mình có niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng. Khi mình nhớ nghĩ đến một vị thầy thì cái hay là đoàn thể của chư tăng là niệm tăng. Còn hàng ngày mình lẩm nhẩm lưỡng lời kinh gọi là niệm Pháp, hay là mình lâm râm câu niệm Phật là niệm Phật. Mà niệm đó là mình thể hiện qua cái cách mình có nhớ nghĩ, mình mới thể hiện ra lời nói. Cho nên chữ niệm là trước hết là trong tâm mình, trong tâm mình nghĩ tới và mình thể hiện ra điều đó. Cho nên ở trong Phật Pháp đó, chúng ta học Phật là để chúng ta tỏ rõ được mỗi cái diễn biến của tâm để chúng ta đối xử với nhau. Dù người đó mình không thích, nhưng mà mình phải biết rằng không thích là giữa mình với người đó có một vấn đề chưa thông. Nhưng mà chính chưa thông cho nên mình ôm mãi trong lòng. Vậy vì ôm mãi trong lòng cho nên mỗi lần gặp người đó thì mình biểu lộ ra là cái lòng mình không thoải mái. Rồi đâu phải người tinh ý ta nhìn ta biết. Người tinh ý ta nhìn ta biết hai người đóng ưa nhau. Nhưng nếu người đó là thiện tri thức của mình thì họ sẽ tìm cách hóa giải cái gút mắc giữa mình với người kia. Họ nói tôi thấy họ không thích nhau. Cho nên người kia mà họ đến với mình, họ cũng tìm cách nói như thế nào để mình với người kia không quá, không đi xa hơn được nữa những cái sự không thích nhau. Nhưng nếu họ không phải là thiện tri thức, họ là ác tri thức, thì họ tìm cách châm lửa thêm dầu để cho cái hiềm khích giữa mình với người kia càng ngày càng nặng. Tri là gì? Tri là biết mình, thức là hiểu mình. Nhưng đó người đó biết mình, hiểu mình mà luôn luôn trợ duyên cho mình để mình đừng có tăng trưởng cái pháp không lành trong tâm mình, người đó là thiện tri thức. Ví dụ như người mẹ đó thường là thiện tri thức của người con. Tại sao? Tại vì nghe người mẹ rất biết tánh tình của con. Đứa nào nóng nảy hay la ó hay là đối thoại lại một cách rất là hằn học, cho nên người mẹ ít khi nào đem những câu chuyện không vui nói với người kia. Và biết người kia dễ nóng ở mọc nào không nói, và nếu có nói như cỡ mực nào. Và thậm chí vừa nói xong người con lỗ lên là người mẹ nín liền, đi chỗ khác liền, hay là nói thôi bỏ qua đi. Tức là không để cho người con tiếp tục bộc lộ cái bực bội, cái phiền não đó. Người mẹ đó là thiện tri thức của người con, vì biết người con của mình cái tánh tình nó như vậy cho nên luôn luôn nhịn đó, hay là bỏ qua những việc đó. Và thưa đại chúng, thường là cha mẹ đó, nếu mà muốn trách con đó một sổ tội đó, nhưng mà cha mẹ không bao giờ dám. Tại sao? Sợ con mình nó mắc quả báo. Có nhiều người mẹ con có lỗi với mình mà không dám ghi lòng, và thậm chí còn nói con không trách nhưng mà con sợ mai mốt nó trả cái quả. Nói như vậy thôi thì mình thấy rằng cái tâm của người mẹ từ bi đến cỡ nào đối với con của mình. Vậy người mẹ đó là thiện tri thức của người con đó.
Nhưng mà nếu ai làm được việc đó, chỉ có mẹ thôi. Nhưng nếu người đó không phải là người mẹ mà một người dưng nước lã, họ có ráng thương mình cỡ nào mà mình khó thương quá, cuối cùng họ sẽ nói thương hết nổi thì bây giờ họ sẽ có cách họ đối với mình. Vì ngược lại, nhưng ngược lại mình gặp người cha vậy, người mẹ ăn vậy, thì mình cũng phải là thiện tri thức của vị cha mẹ đó. Thôi bây giờ con biết ba tánh tình vậy cho nên con giảm những câu chuyện nào không để cho ba sanh khởi pháp. Người vợ cũng vậy, cũng có thể làm thiện tri thức của người chồng. Cho nên đó, mình mà khéo léo đó, mình ở trong một đạo tràng đó, mình luôn luôn là thiện tri thức của nhau. Cho nên đó, ngày nào mình về cực lạc đó, mình không còn phải lo. Tại vì ở trên đó những cái người mà gặp mình đó, toàn là những thiện hữu tri thức. Nhưng mà ở đời nó ngộ lắm, hỏi sau khi chết anh muốn đi đâu, người nào tệ lắm cũng muốn lên thiên đường không, còn người nào mà khá khá tôi muốn về cực lạc Tây phương. Nhưng mà khổ thay, lòng thì muốn lên đó nhưng mà cách sống hàng ngày không có gì được lên đó, mà cái cách sống của mình nó không đủ qualify để mà lên đó, nhưng mặc dù tâm mình muốn. Cho nên cuộc sống của chúng ta nhiều khi chúng ta muốn một đường mà chúng ta làm nẻo. Ví dụ nói tôi rất muốn gia đình tôi hạnh phúc, cho nên lần nào tới chùa cũng ghi danh sách cầu an, muốn an muốn hạnh phúc mà. Nhưng mà nhớ là mình mới ghi sổ muốn cầu an thôi, còn an hay không là chính mình là tác giả, phải không? An hay không là do mình điều phục. Thầy cũng tụng vậy đó, nhưng mà thầy tụng cho mình để cho mình an cái tâm là mình đã gửi gắm thầy, nhưng mà chính mình là người. Bây giờ thậm chí bây giờ thí dụ bây giờ mình thích cái món đó mà người ta cho mình món đó, mình đem về nhà mình không nấu, mình để đó một ngày nào đó nó cũng hư đi. Đó, chị ăn rau này ngon quá, chị cho tôi miếng, ta cũng cho mà về em chưa ăn, thì để đó thì nó phải hư thối thôi, thì cũng như vậy thôi. Cho nên mình gặp nhau mình làm thiện hữu tri thức. Ở trong kinh Di Đà nói các vị trên đó là các vị thượng thiện nhân. Nhân là người, thượng thiện là những người thiện bậc thượng, những người mà người ta lành thiện bậc thượng chứ không phải bậc trung mà cũng phải bậc hạ. Vì sao? Vì các người cái cách người ta đối với nhau luôn luôn là sắc. Mà đó là ở trên cõi cực lạc cái gì nó cũng thuần hết, nó không có tạp, quý vị nhớ không? Ở trên đó nè, cát á, thuần là vàng, nhớ không? Dưới đáy ao sen cát thuần là vàng, hoa sen thuần khiết, sen xanh tỏa ra màu ánh sáng xanh, sen vàng tỏa ánh sáng vàng, sen trắng tỏa ánh sáng trắng. Tại sao gọi là thuần? Vì cái gì thuần là không có lựa chọn, cái gì tạp là có lựa chọn. Pháp Hòa ví dụ Phật tử mình đi chùa mặc thuần áo lam, thử ai tới sổ áo lam mặc vô. Nhưng mà nếu mà nói Phật tử đi chùa mặc thuần áo dài là bắt đầu lựa xanh vàng đỏ trắng bông sen bông cúc bông hồng bông vàng thọ vậy đó, có lựa phải không? Có tạp mà. Mà hễ cái gì thuần là không tạp. Cho nên tại sao Phật tử thuần thành? Phật tử thuần thành nghĩa là trong tâm mình thuần ba món Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Mà anh mà thuần Phật rồi á, anh giác, anh tỉnh. Anh thuần Pháp á, là Pháp thế gian nào đến, anh cũng có Pháp Phật, Pháp anh chuyển hết. Thế gian bao nhiêu Pháp đến, mình đều có Pháp Phật, mình cảm hóa. Cho nên gọi là Pháp Phật vô biên hay là Phật Pháp nhiệm màu. Quý vị đừng lầm là Phật Pháp nhiệm màu là linh thiêng nha. Pháp Hòa thỉnh thoảng thấy có nhiều vị hiểu cái câu đó là linh á, kiểu hiểu như Phật Pháp linh thiêng á. Ví dụ như sáng nay á, đậu xe ẩu mà ra tới trưa mà ổng ăn tức kịch, Phật Pháp nhiệm màu đi chùa đậu ẩu mà không ăn tức kịch. Nhưng mà nếu như mà lỡ sáng nay mà ra ăn cái tức kịch nói gì giờ?
không Thấy có không? Thành thử ra Phật pháp không có nhiệm mẫu chỗ đó. Mà Pháp Hòa thỉnh thoảng là thấy nhiều khi mình hiểu lầm cái chữ Phật pháp nhiệm mầu là giống như cái dĩa linh thiêng á. Làm gì mà linh thiêng á? Phật có độ, nhưng mà Phật độ mình không phải là Phật làm cái gì. Phật độ tức là Phật cho mình cái pháp để mình vượt khổ, gọi là Phật độ. Chữ độ là gì? Là qua bên này, từ bên này qua bên kia là độ. Nè, ví dụ như giờ nước đầy quá, nó thầy đổ một miếng đi. Đổ cho nó bớt. Mà giờ thức ăn nhiều quá, mình nói dạ mời đại chúng đổ bớt đi. Mình từ mình đang khổ mà, bên bờ này là khổ nè, mà mình nghe được một lời pháp mình vượt khổ độ rồi. Cho nên á, tức là gì, mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh không, diệu pháp trí độ. Cho nên có một bộ luận tên là Đại Trí Độ Luận. Đại trí là gì? Đại trí là trí tuệ rộng lớn. Mà trí tuệ rộng lớn tức là nghĩa của chữ Bát Nhã. Bát Nhã là tiếng Phạn, Prajna. Mình âm là Bát Nhã, dịch nghĩa là trí tuệ rộng lớn. Mà nếu mà nói rõ nữa là Maha Bát Nhã. Maha Bát Nhã này là trí tuệ rộng lớn này có khả năng độ mình, giúp cho mình vượt hết các khổ, cho nên gọi là Ba La Mật. Nói cái đề tựa mình tụng thôi, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, gọn gàng là gì? Trí tuệ rộng lớn đưa mình sang bờ kia. Mà người nào có trí tuệ rộng lớn sang bờ kia là người đó hết khổ. Mà mỗi bờ bên này là gì? Bờ mê. Bờ bên kia là bến giác. Bờ bên này là giận. Hiểu ra rồi thì hết giận. Cho nên giận, cái tâm giận và cái tâm không giận là một hay hai? Là một. Hồi nãy mình hiểu lầm là mình giận, nay mình hiểu đúng, hết giận. Vậy thì cái tâm giận tức là không giận. Cho nên sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thì chữ tức trong Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Là nó đó, nó đó. Nhưng mà tại vì nãy nó chưa được chùi rửa, bây giờ nó được chùi rửa. Ví dụ mình nói, trời ơi, sao bữa nay cái anh này là anh hai hay là người khác vậy? Sao thằng hai này nó khác với thằng hai của 10 năm trước vậy? Thằng hai 10 năm trước khó ưa lắm à. Cũng hai đó đó. Nhưng mà hai 10 năm trước chưa tu. Hai 10 năm trước tu rồi. Thấy không? Người này tức là người kia. Nhưng mà tại vì cho nên mình có được cái trí đó thì vượt tất cả khổ. Vậy thì Phật độ là có. Nhưng mà chữ độ là mình theo mình nghĩ là Phật đi theo mình. Phật đi theo mình cái mình lái ẩu á, sắp sửa mà đúng người ta cái Phật kéo qua này, trời ơi Phật độ. Theo cái kiểu mình nghĩ là Phật độ là Phật follow mình đúng không? Cho nên nhưng mà mình có bấm, mà mình có bấm like chưa? Mình có bấm like chưa mà Phật độ mình? Mình vô Facebook mình hay follow lắm. Nếu người nào mà mình thích mà bây giờ full rồi, mình follow, mình add friend. Mình add friend với Phật chưa? Mình follow Phật chưa? Mình coi YouTube mình khoái quá, mình subscribe chưa? Cho nên Phật có độ, nhưng mà cái độ đúng nghĩa là Phật luôn luôn cho mình cái pháp để mình vượt cái đó. Thưa đại chúng, thế gian có pháp gì? Phật pháp có pháp đó. Cho nên chuyện mà người ta nấu đồ mặn gì, đồ chay có món đó là chuyện bình thường. Anh nấu ragu mặn, tôi nấu ragu cháy. Công thức giống nhau, đổi thôi. Anh để thịt, tôi để đậu hũ. Anh để nước mắm, tôi để muối. Nhớ nấu chay không có dùng nước tương nhiều nha. Nước tương nhiều nó chua. Dùng muối nhiều. Rồi ví dụ vậy đó. Ví dụ mình kho mà kho để nhiều nước tương quá cũng đâu ngon. Đen thui. Đó là mình người người nấu mặn á, cái cách nấu chay rất là dễ, mình biết nấu mặn sao là nấu chay y như vậy, thay đổi thôi. Cũng như thế, tôi không cần làm gì hết, tôi chỉ thay đổi bản chất. Thí dụ như là xưa tôi tham tiền, bây giờ tôi tham tu, phải không? Tình tiền tù tội. Cuối cùng là tu đó. Thì nên đổi thôi. Hồi xưa là tôi tham danh, bây giờ tôi tham học. Hồi xưa tôi tham tiền, bây giờ tôi tham tu. Hồi xưa tôi tham đi shop, bây giờ tôi tham đi chùa.
Tham nó cũng có hai loại, tham hướng thượng hay tham hướng hạ. Ví dụ sáng hôm nay đại chúng được nghỉ nè, mà giờ này thôi ổng qua hoài mắc chi đi cũng được, không sao hết. Ai có cái gì đâu. Nhưng cái đó thì mình tham ngủ. Còn nói thôi kệ tội nghiệp, lâu lâu qua thăm cho ổng vui. Mình chuyển cái tham mình thôi. Mà hãy cái positive á, mà nó lên á là cái negative nó được đoạn trừ, nó được lắng xuống. Có qua ví dụ như á, con mình đi học về nó mẹ ơi con đói bụng quá, mình đang ngủ vậy, nếu mình nói thôi con kiếm gì ăn đại đi, có thể mình nói câu đó xong lương tâm cho phép con mình nó đói bụng mà sao mình ngủ ngồi dậy nấu liền. Vậy thì đứa con nó đói bụng nó là cái pháp giật mình dậy để cho mình vượt đi cái mệt mỏi, có không? Pháp Hòa tu kiểu vậy không? Có nhiều khi Pháp Hòa đi hoài Hòa mệt quá, ra tới phi trường cái Pháp Hòa nó thôi kệ đi, còn đi được ráng đi, người ta còn chịu mình mai mốt người ta hết chịu nói ra. Nói như vậy nó mình vượt được. Chứ quý vị biết là Pháp Hòa bay, từ hôm mà Pháp Hòa đi giảng ở bên Nhật về là Pháp Hòa bay có nhiều ngày, qua bay sáng bay qua Mỹ chiều bay về, 5 giờ sáng, đêm nửa đêm không, tại vì không có thời gian, lễ xong bên này rồi bay ra phi trường nửa đêm bay, bay tới sáng qua tới cái thành phố bên Mỹ làm lễ có công việc gì xong rồi là ra phi trường trở lại bay ngược về Canada trong vòng 12 tiếng. Ngày hôm bữa Pháp Hòa đi giảng ở bên Toronto, cái chuyến đi này đầu tiên là ghé giảng ở Kitchener thứ bảy rồi nè, sau đó đi mấy tiếng xuống Kitchener, xuống Windsor giảng ngày chủ nhật, sáng thứ hai đi qua bên Michigan, Ohio rồi quay trở về đi ngược lại lên Toronto rồi bay qua bên Chicago, mà máy bay nó delay cả ngày. Rồi tới hồi sắp sửa lên máy bay delay thêm nửa tiếng nữa, qua tới Chicago là 11 giờ đêm, Phật tử chở 3 tiếng từ phi trường mới về chùa, về tới nhà 2 giờ sáng, 2 giờ sáng lục đục cho tới 3 4 giờ, vậy là sáng sớm hôm sau là ranh cái ngày tu nguyên một ngày, tụng kinh cái gì cũng một mình làm hết, xong hết rồi là 12 giờ 1 giờ rồi, nằm 2 giờ rưỡi ngồi dậy, 3 giờ phải ra xe đi 3 tiếng ngược lên Chicago để bay qua đây. Thì quý vị thưa, Pháp Hòa thưa là có nhiều khi mình á, người mà không đủ năng lực, không, mà không phải là mình khoe, nhưng ở đây Pháp Hòa nói là cái cách Pháp Hòa sống tu như thế này, nhiều khi mình mệt nhưng mình nghĩ một cái khác, nhiều khi nửa đêm mệt quá làm việc nửa khuya rồi mới vừa nằm xuống điện thoại reo, thầy ơi mẹ con đang hấp hối, là phải ngồi dậy đi. Đi mà lái xe trong nhiều khi trong tuyết trong đường trơn, nhưng mà mình vượt được cái đó là vì mình nghĩ may quá bữa nay cái vị này gọi mình mà có mình ở nhà. Và có nhiều khi gia đình ta báo trước ba mẹ con bệnh vậy có thể nhờ chùa bất cứ lúc nào, trước khi đi không yên tâm dặn các thầy điện thoại nửa đêm mà gọi là nhớ bắt, có thể gia đình nó tìm mình. Vì giây phút đó không phải mình tới mình tụng cái người ta siêu đâu, nhưng mà giây phút đó mình có mặt làm cho gia đình người ta siêu được cái lo lắng, siêu được cái gọi là mất mát. Chứ cái siêu ở đâu người nào mình chưa biết, nhưng mà tất cả tâm hồn của người thân đó họ giảm xuống, họ yên lòng là mẹ họ được một thời kinh, quý thầy có mặt để sắp xếp cho gia đình, tại lúc đó là gia đình rất là rối. Cho nên bà thưa đại chúng là làm sao mình có thể vượt được những cái khó trong cuộc sống này, chỉ cần mình nghĩ cái pháp khác, mình nghĩ một con đường khác. Có nhiều lúc lên xe đi chung với nhau vậy nè, thì quý vị sẽ thấy rằng á, đôi lúc nói chuyện với nhau là qua lại nhất là hai người, cái người lái xe với cái người coi đường á. Đúng không? Vậy mình phải làm sao mình cái không gian, hoặc là trong nhiều khi trong một cái bữa nói chuyện, trong buổi họp mặt có những cái khó khăn mà không có, nó xảy ra bất chợt vậy thôi, thì mình phải có cái pháp nào mình release đó, mình làm cho nó nhẹ ra.
Cho nên Phật thế gian đó là vô lượng pháp khó, nhưng mà Phật pháp cũng vô lượng pháp chuyển. Cho nên Đức Phật á, quý vị thấy á, thường thường á là ta vẽ cái bánh xe chuyển pháp luân á, có 12 cây cầm. Thì 12 cây cầm nó tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho tứ diệu đế mà ba lần chuyển, khổ tập diệt đạo. Rồi Phật đã nói rằng cái này là khổ nè, rồi cái này là cái khổ mà tôi đã biết nè, cái tôi đã qua được rồi nè, cái này là khổ tôi đã chứng nè. Thì 3 lần 4 là 12. Thì mình cũng vậy. Thật sự mà nói, chúng ta ngồi đây được giờ phút này đâu phải là chúng ta chưa từng vượt khó đâu. Khó dữ lắm mà cũng đã vượt dữ lắm mới được ngồi đây và còn có những nụ cười thoải mái. Và Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Có nhiều khi á, Pháp Hòa suy nghĩ á, dĩ nhiên là mình có đệ tử trẻ sinh đẻ ở nước ngoài rồi đi vào chùa tu, có những cái nó đâu có như ý mình, nhưng Pháp Hòa nghĩ trong cái thời buổi này, không, mình không thể nhận một người, mình không thể tìm một người đệ tử mà gọi là 100% như ý mình, nhưng mình hãy nhìn cái chung tương lai Phật pháp cần những vị này, những cái nhỏ nhặt mình nên bỏ qua, từ từ mình dạy, cái chính là người này vẫn giữ được đường tu, còn ba cái lặt vặt đời sống hàng ngày đừng quan tâm. Hồi tối hôm qua Pháp Hòa cũng nói với mấy phụ huynh đó, nhiều khi con của mình đó, hồi nhỏ đó nó không có cái gì hết á, nó chỉ có một chuyện là nó nghe lời mình focus vô đó hết. Tới hồi nó 15 tuổi bắt đầu nó đổi, nó không còn nghe lời mình, nó nghịch ngỗ, nó chống trái lại, mình cứ bị khổ hoài cái chuyện đó mà mình không có nhìn rộng ra được rằng á, nó lớn cỡ tuổi đó, nó có những cái nhìn của nó có những cái hiểu của nó, và bạn bè environment xung quanh nó, mà giờ mình nhìn toàn diện là mình nhìn rộng ra chút, là cuối cùng nó vẫn còn đi học không, nó vẫn còn là một đứa hiền lành, nó chưa có làm những cái điều gì sai quấy, chỉ có điều bắt đầu tuổi tuổi thiên đó, bắt đầu nó cứng đầu, nó nghịch, nên nhận cái nhận cái đó, rồi lấy những cái pháp mà nó đang có tốt đó ôm ấp được cái này. Chứ còn một cái nhìn vô khía cạnh này là mình khổ, rồi nó sao bây giờ nó như thế này như thế kia, mà mình không nhìn rằng cuối cùng là nó làm cái gì, nó vẫn đi học không. Có điều là ở cái tuổi đó, chính bản thân mình đây, mình là đi chùa mấy chục năm, mình cũng nghe pháp bao nhiêu năm, chưa chắc mình đã thay đổi những cái tật của mình đâu thấy. Con người mình mà thấy được tật mình là mình bắt đầu có thành Phật rồi đó. Tại vì phải không, Nam Mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Quán Thế Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Địa Tạng Vương, mỗi người mỗi phương. Nhưng mà gom lại, mỗi người mỗi tật, mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi khác, gom lại làm thanh tịnh đại hải chúng. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, mình phải nhìn như vậy. Ví dụ như giờ á, trong cái lúc mình đói bụng, mình có thể mình ăn nhầm một cái món mình không mấy gì thích, nhưng mà nghĩ làm sao để mình ăn được, thôi kệ đói bụng quá có gì ăn mấy đi. Nhiều khi mình nghĩ sơ vậy cái cuộc sống mình nó khác liền, bữa ăn mình nó thay đổi liền, mặc dù cái món đó mình không thích. Và đôi khi á, Pháp Hòa nhai nhầm một cái miếng gì mình không thích đi ha, Pháp Hòa ví dụ vậy đó, thì Hòa suy nghĩ ra một điều là giống như cuộc sống chúng ta, có đôi khi chúng ta gặp phải một việc gì nhả ra là không được à, nuốt một cái đi rồi nói một câu kệ, người ta nuốt được mình nuốt được, rồi thậm chí mình nói mình luôn nữa, có chết một tay người ta nào đâu. Mình đã từng nuốt như vậy chưa, hằng hà nuốt hoài thôi. Nhưng mà thật sự đó là tu, đó là cuộc sống, gì thế gian pháp là vậy, mình phải có Phật pháp. Vậy thì chữ Phật pháp là gì? Pháp tỉnh thức, pháp giác ngộ. Cho nên nói chữ con về nương tựa pháp hay là tự quy y pháp, chữ quy y pháp đó nếu nói đúng là con quy y Phật pháp. Tại vì pháp này á, tất cả mọi hiện tượng, mọi lời dạy, mọi hiện tượng, nhưng mà nếu có những lời dạy nó sẽ đưa mình tới khổ đau. Như nãy á, thầy Đồng Phước nói vậy, cái ông thầy đó, đó tại sao cái ông mà ông vô não đó
Thật sự ngài không phải tên là vô não, ngài có cái tên khác. Không, nhưng mà tại vì cái đời sống của ngài trong lúc đó ngài bị người ta hướng dẫn lệch lạc, là bởi nó có cái nguyên do. Rồi giờ nói tới cái chuyện này nữa nè, Pháp Hòa mới thưa đại chúng, trong cuộc sống này nó không có cái gì mà nó không có nguyên do hết trơn. Cái ngày ngày vô não đó, ngài đi học pháp với ông thầy, nhưng mà lúc ngài đi vô ngài học pháp á, ngài trẻ trung và đẹp trai lắm, thì bà vợ của ông thầy đó đó có cái tình ý với ngài, và khi ông thầy vắng nhà thì bà vợ đó tỏ tình với ngài và ngài từ chối. Thì khi bị từ chối thì bà này vừa quê mà vừa tức, cho nên bà nghĩ là cái kế hại ngài vô não bằng cách là ngài nói với ông chồng của mình, là thầy của ngài vô não đó, là ông đi vắng ở nhà đệ tử ông sàm sỡ với tôi. Thì ông thầy ông tức người đệ tử này lắm, nhưng ông nói nếu mà đuổi nó đi thì dễ cho nó quá, bây giờ phải hại cho nó tiêu tan sự nghiệp nó, cuộc đời của nó. Ông mới nói bây giờ con muốn sanh lên cõi trời sớm đó, con đi chặt 100 ngón tay con xỏ vô thành một sâu chuỗi con đeo, thì con sẽ sanh về cõi giới thượng sớm. Thì mình đi học đạo mà, thầy nói gì phải nghe đấy. Cho nên rồi ngài đi chặt 99 người, cho nên lúc đó trong cái thành đó, trong cái xóm đó, làng đó, thấy ngài đâu là người ta né đó. Bắt đầu người ta đặt tên cho ngài là anh chàng vô não. Tức là bây giờ cái ông này ông bị mental, ông bị bệnh rồi, ông không còn trí hóa gì nữa hết. Ông gặp ai cũng chém nấy, nói theo kinh Vu Lan gặp ai chém nấy chẳng chừa. Thì ông chặt được 99 ngón tay rồi thì ông mới định á, thôi bây giờ á cái làng này nó trốn mình hết rồi, không còn đủ người để mình chặt, mà chỉ còn thiếu một ngón tay thôi, thôi bây giờ mình về mình chặt ngón tay bà già mình đi, mình lên cõi trời rồi mình độ mẹ cũng được, mẹ hy sinh có ngón tay cho mình thành đạo thì hy sinh chính nghĩa chính đáng. Thì ngài mới đi tìm bà mẹ, thì lúc đó bà rước bà mẹ chạy, thì lúc đó Phật xuất hiện. Thì ông khi mà ông thấy Phật đang ở bên con đường kia thì ông làm liền bài toán đó, thích quá, bây giờ có một người thế mẹ thì hay hơn, cho nên ông rước theo Đức Phật. Thì Pháp Hòa nói như vậy để thấy quý vị thấy không, trong các thế gian này hễ cái pháp này mà nó không được là cái pháp khác nó sinh. Cái pháp là mình bày tỏ tình cảm như người khác không được, mà không được thì làm gì, sanh ra ghét, mà ghét thì sanh ra cái cách hại mình. Cho nên á mình quy y pháp, mình nương tựa lời dạy, nhưng mà nếu có những lời dạy không đưa mình tới cái chỗ giải thoát an vui, cho nên khi người ta quy y pháp ta nói rõ vậy đó, pháp là gì, là con đường, là lẽ thật, là chân lý. Pháp là lẽ thật, là chân lý, là con đường. Nếu như mình đi trật đường không thể tới trúng chỗ. Đừng có nói chi, ngồi đây nè, nói bây giờ mời đại chúng ra chánh điện lễ Phật, không biết đường ra chánh điện không đi được. À dạ đường đi chánh điện ngã nào, dù đây ra cửa đó thôi. Vậy thì trong cuộc sống này không có bao giờ chúng ta đi mà không cần đường, mà nếu không biết đường không thể đi, mà đi trật đường thì không thể tới trúng chỗ. Vậy thì pháp này là gì? Là con đường tỉnh thức giác ngộ, và là Phật pháp, chứ không có pháp nào khác hết. Pháp này là pháp tỉnh thức, pháp giác ngộ, gọi là Phật pháp. Vậy thì đạo Phật là con đường tỉnh thức giác ngộ. Mình theo đạo Phật là mình theo một con đường giúp cho mình tỉnh thức giác ngộ. Thế gian này có pháp giận thì Phật dạy mình pháp nào để tu giảm giận, dần tới tới hết giận. Thế gian pháp có tham, bây giờ còn tham phải không? Một là mình tập giảm tham, còn nếu muốn tham thì tham thượng hơn là tham hạ. Sân thì có pháp gì, gọi là quán từ bi, quán chiếu mọi việc để cái pháp sân nó giảm. Cho nên thế gian đủ các pháp bất thiện thì Phật pháp cũng đầy đủ những pháp thiện chế ngự. Y chang như trong cuộc sống này, đi xe thì đổ xăng vậy thôi, nấu ăn thì có gia vị, mà hễ mà cái pháp này sanh là cái pháp kia nó sanh. Ví dụ như có những quốc gia người ta làm cái phone đó,
ta làm cái phông tay nè, mà hễ mà mình chụp hình á là nó phải nghe cái rắc, để chi, để tránh trường hợp bị chụp lén. Cho nên người ta chế ra cái pháp nó nằm trên cái phone đó, hễ mình lỡ mình nghe cái rắc mà mình không là mình nghe được cái tiếng chụp hình là biết cái người đó đang chụp mình đó ready cho cái sự đó hay là mình bị chụp lén, mình biết. Cho nên có những cái phone đó không off được cái đó, ở có một vài quốc gia người ta làm ra cái phone là không tắt được cái nút đó, là để phòng ngừa cái chuyện là mình bị chụp lén. Rồi bây giờ trên cái phone đó người ta cũng có thể có một cái chương trình, một cái program mà định vị mình đang ở đâu, đúng không? Rồi thậm chí người ta cái phone người ta làm mất, người ta nhờ cái đó mà ta tìm được cái phone. Cho nên pháp nào nó cũng có cái pháp của nó hết. Cắm hoa nó có pháp của cắm hoa, hoa nào nó nhiều pháp rồi. Hoa để trên bàn, hoa trưng trên bàn cao, hoa nghệ thuật, hoa theo kiểu phương Tây, hoa đám cưới cắm khác, hoa đám tang đám khác, mỗi mỗi nó đều có cái pháp riêng biệt của nó hết. Thì quý vị thấy mỗi người chúng ta đây, chúng ta đều khác nhau hết. Vậy thì Phật pháp vô lượng vô biên và rất nhiệm màu là đủ khả năng chuyển hóa những cái khổ đau trong chúng ta. Chứ nhiệm màu không có nghĩa là linh thiêng, chúng ta làm cái gì cũng được Phật độ. Mà đi mua đồ 5 cái mà ra tính tiền có 4 à, là tại vì cái người kia họ hốt làm sao họ quên, không phải mình ăn gian họ, mình vẫn đem ra tính tiền đàng hoàng nhưng mà họ bấm làm sao còn có 4 à. Trời ơi hên ghê, Phật độ không mua đồ cho chùa. Nhưng mà mình đâu có biết rằng mình hên mà người khác xui. Cái bà bấm đó nhiều khi bà đền cái phần mà bị hụt hẫng đó. Nói trời ơi bữa nay đi chùa về lượm được 500, hên ghê. Ví dụ vậy, hên của mình 500 thì người kia xui mất 500. Cho nên mình là Phật không có độ mấy chuyện đó được. Mà nếu mà bây giờ mà Phật mà linh kiểu đó thì đâu phải là bậc giác ngộ giải thoát. Vị đó là thánh thần. À, nhờ linh vậy cho nên chuối ca xôi gì là ăn lia chia. Cho nên mình hiểu, thí dụ bây giờ á mình cũng có thể nghĩ là à, Phật phù hộ mình theo cái kiểu thường tình cũng được, không sao hết. Nhưng mà nhớ cái đó chỉ là 10%, 20% để mà gia tăng cái lực tu của mình thôi, chứ còn đừng gá vào cái đó nhiều quá thì mình sẽ hụt hẫng, phải không? Mà mình phải thấy rằng sự mầu nhiệm cũng có thể có tùy theo cái phước báo của mình và cái tâm thành của mình, nó phải kết hợp nhiều món nó mới có được. Ví dụ bây giờ mình bệnh quá cầu an tụng đủ thứ sao hết bệnh, cái đó phải tụng mà hết à nha, phải phối hợp nhiều thứ. Một là phước mình còn, không, hai là tâm mình thành, ba là bệnh không có nặng. Phát hiện sớm chứ phát hiện mà trễ rồi tụng ngày tụng đêm cũng không hết, thì nó phải phối hợp chứ. Ví dụ mình nói tôi nấu ăn món đó đường không, đâu có đúng, đường phối hợp với muối, phối hợp với bột nêm, phối hợp với món này món kia nó mới ra được món đó, chứ không phải chỉ thuần một món đó mà nó có. Thì trong cái sự sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải, mà cái quan trọng nhất mà là cái gì, phước của mình. Người có phước là có tất cả. Cái chữ có tất cả này là gì? Cái căn bản của sự sống là phước. Rồi bây giờ tùy theo tuệ giác của mình pha trộn cái phước này như thế nào để mình sống đều đặn. Ví dụ mình có cái phước là cái cốt đó. Mà xài cái cốt không mà không chịu pha nó mau hết lắm. Đó. Đó. Mình cái phước của mình là cái nước cốt, nhưng mà đừng có xài nó hết, phải pha một chút. Thí dụ trong cuộc sống làm gì thành tựu cũng có chút chông gai, nhờ có chút chông gai mình mới thấy được cái khả năng của mình và cái kinh nghiệm của sự việc tốt chứ. Chứ nếu mà mình làm gì mình thành thì mai mốt người ta hỏi mình cái thất bại mình nói được và cái cách nào để mình thành tựu nó không ra. À, cho nên á phước là cái quan trọng, nhưng quan trọng nữa là tuệ giác để chúng ta nhận phước và xài phước. Nếu mình không biết xài phước thì nó chưa hết đâu nha, nó chỉ mòn, nó giảm, vân vân, rồi cuối cùng nó mới mất. Rồi có nhiều người mình không biết thì mình phí phước, có nhiều người có phước mà phí lắm. Phí bằng cách nào chúng ta không sử dụng nó đúng.
Ví dụ như ở đây mình có ăn nè, mình có ăn, không ai cấm mình ăn bao nhiêu, nhưng tại sao mình phải lấy quá nhiều để rồi cuối cùng mình bỏ? Đặc biệt là mình đi vô buffet đó, mặc dù mình bỏ tiền nhưng mà nếu không có phước lấy gì có tiền ăn. Thật ra phải biết rằng mình đi vô trong đó là mình dễ bị hao phước lắm, tại vì thấy cái gì cũng thích, mà đa phần là con mắt là nó to hơn cái bụng. Mình lấy thiệt là nhiều mà mình dư biết, muốn ăn tới chịu cũng được nữa, nhưng mà khổ nổi mình không thắng được cái tham đó, lấy rồi cuối cùng ăn hết bỏ. Ví dụ thấy món lạ, ai cấm mình lấy ít thử đi, thích thì là chở nữa, có sao đâu. Nhưng mà mình không làm được điều đó. Chỗ đó là cái chỗ gút mắt rồi. Cái chỗ đó là cái chỗ mình cần để ý, quán chiếu cái chỗ đó. Thành thử là phước cái đôi khi nó không mất, mà nó bị giảm, nó bị hao mòn, rồi từ từ nó mất. Chứ thật sự ra con người chúng ta trên căn bản là có phước đấy. Nếu không có phước mình đâu được sanh làm người, được đầy đủ sáu căn, được sanh vào quốc độ thiện lành, đời sống thoải mái, có phước. Nhưng mà cái phước đó mới là phước vật chất thôi. Cái này gọi là phước hữu lậu. Còn cái phước vô lậu là cái tuệ giác, cái đời sống tâm linh của mình. Ví dụ như á, mình có rất nhiều tiền, thậm chí là đếm tiền mà khóc luôn á, mỏi tay quá không được đi ngủ. Giàu đến mức độ vậy đó là phước hữu lậu nha. Nhưng mà phước mà vô lậu là gì? Không có đủ trí tuệ, không có đủ sự hiểu biết để dạy dỗ con cái, điều phục đời sống gia đình. Lẽ ra con cái ngoan hiền, nhưng mà tại mình không biết cách nuôi dưỡng, thành thử ra mình đem tiền mình nhét vô nó nhiều quá, cuối cùng nó hư hết. Ví dụ vậy đó. Thành thử ra phước nó cũng hai loại: phước hữu lậu và phước vô lậu. Hữu lậu là những cái mình đang hưởng nè, hay nói cách khác là vật chất thế gian. Nhưng mà vô lậu là cái không thấy được. Mà cái gì không thấy được? Trí tuệ của mình, hiểu biết của mình. Mà mình mà có được cái phước vô lậu là mình dùng cái phước hữu lậu hay lắm. Cái thời mình nghèo á, cái thời nghèo á, tệ giác nó sanh dữ lắm. Tại vì sao? Gói ghém dữ lắm. Mà cái lúc mà mình giàu cái rồi là bắt đầu tệ nó sanh chứ không có tuệ. Pháp Hòa thưa vậy là đại chúng và Pháp Hòa thấy ra điều này. Lúc mình nghèo á, mình gói ghém, mà chính gói ghém á, cho nên mình cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng khi mình có nhiều là bắt đầu mình phung phí. Vì đó là cái tập nghiệp của chúng sanh, không phải lỗi của ai hết. Đó là tập nghiệp của chúng sanh mình. Nhưng mà mình học Phật là để mình thấy rõ cái tập nghiệp đó, đừng để cái đó nó sinh khởi. Lúc mình nghèo hay lúc mình giàu, mình vẫn sống như vậy. Tại vì mình biết rằng cái gì cần thì dùng, không cần thì không phí. Lúc nào mình cũng tâm niệm như vậy, không? Phước nên tích không nên tán. Ví dụ bây giờ mình có một chén cơm, có một chén gạo à, mà cái thời mà có một chén gạo mà mấy chục người ăn thì nấu gì? Nấu cháo. Mà hễ mà lúc nào mà mình á, ít người rồi thì bắt đầu nấu cháo lỏng một chút, nấu cháo đặc một chút, đông bắt đầu nó loãng ra. Mà nghèo là bắt đầu mình rất là nhiều cách để mình biến chế. Pháp Hòa nhớ cái hồi mà mình mới qua, đâu có ai bán mì căn sẵn đâu, mình tự mình phải nhồi mì căn mình ăn. Mà bây giờ nếu mà nhồi bột mì căn á, mà không khéo là hồi là không còn gì hết trơn. Tại vì phải xả, biết cách xả nó mới còn được cái tinh hoa của bột mì, kêu là mì căn. Nhồi 1 ký bột mì nhưng mà đem xả hồi nó còn chừng một chút thôi, thì cái mà nó còn lại một chút á, cái đó là tinh yếu của mì căn đó, cho nên chúng ta gọi là mì căn. Không, là cái tinh yếu của cái bột mì còn lại là mì căn. Nhưng mà nếu mình xả ra, mình không có lấy thau mình đựng là bột nó xuống sinh á, là nó sẹt ngạt sinh. Cho bây giờ mình lọc lại, xả trong thau lọc lại. Lọc lại rồi sẽ lấy cái bột mì đó pha với bột gạo làm ra bánh tráng. Không phi. Hoặc là mình bào khoai tây. Ví dụ mình bào khoai tây, mình chiên, mình làm mì. Khi mình bào xong phải ngâm vô nước muối. Ngâm vô nước muối để chi? Để nó trắng khoai. Khi mình chưa chiên là khoai nó không đen. Và đồng thời bột khoai nó sẽ ra, và sau khi mình vớt khoai mình chiên hết rồi, để yên cái thùng nước đó cho nó lắng xuống.
Khi mà nó lóng xuống rồi mình chắc cái nước đó bỏ, mình mới lấy cái bột của nó khô đó bẻ ra mình phơi, để mai mốt mình nấu súp mình đánh cái bột khoai đó vô, mình khỏi xài một bột năng mà xài bột khoai. Một là không có ngạt sinh, hai là không phí, ba là vẫn ngon mà nó nguyên chất từ củ khoai. Nghèo mà biết cái củ khoai là phước hữu lậu, ăn là hết, nhưng cách xài củ khoai là phước vô lậu, là tuệ giác của quý vị, hiểu rõ được cái chỗ mà nói đó. Cho nên mình ai cũng có cái hữu lậu và cái vô lậu, và những cái phước mà chúng ta đang có đây á là chúng ta tạo, rồi Phật cho mình cái tuệ giác để mình nhận ra cái đó, mình sử dụng cái đó. Ví dụ như mình là lái xe, hay mình nói gần hơn là mình có cái thân, thân này là phước hữu lậu nè. Nhưng khi mình ở một cái mức độ nào rồi đó là mình phải giảm, để làm chi? Để không mang bệnh tật cho mình. Bây giờ quý vị ăn tuổi lớn một chút là bắt đầu ăn kiêng rồi đó. Hồi trẻ là ăn xả láng, cho nên sáng về sớm lắm. Mà khi mà có tuổi chút là mình phải ăn kiêng. Rồi chẳng những á, quý vị để ý á, là tự mình phải biết điều chỉnh. Cho nên cái giới thứ năm á, cái giới thứ năm trong Phật pháp á, là không rượu chè cờ bạc. Tại sao? Vì con ý thức rằng thân thể này do cha mẹ tổ tiên cho mình phải biết bảo hộ thân tâm cho thật tốt bằng cách không ăn uống những sản phẩm có độc tố như xì ke, ma túy, rượu chè, cờ bạc. Những độc tố đó sẽ hại thân. Phim ảnh, sách báo chứa đựng bạo động, căm thù, sợ hãi, thèm khát, hại tâm. Mỗi ngày con đều tiếp xúc hai loại thức ăn, thân và tâm. Có những thức ăn nuôi được thân, có những thức ăn nuôi được tâm. Đó, ví dụ như hàng ngày quý vị nghe pháp là thức ăn nuôi tâm, quý vị nghe kinh là thức ăn nuôi tâm. Nhưng mà mình ăn cơm, ăn cháo, ăn khoai, ăn mì đó là thức ăn nuôi thân. Nhưng mà mình phải biết cơ thể mình ăn đến mức độ nào để thân này không có bệnh tật. Thì cũng như thế, có những cái pháp như là phim ảnh chứa đựng sợ hãi, thù hận thì làm hại cái tâm thức của mình. Mà nó khổ một cái nè, mình mà khổ á, là khoái tìm phim nào đồng khổ với mình để cho tăng cái khổ của mình đó. Đang buồn chuyện đó không, kiếm cái bài nhạc nào đúng ngay cái tâm trạng đó, ngồi nghe cho nó quằn quại thêm chút nữa. Đâu có làm được. Đang thất tình là toàn nghe nhạc thất tình không. Đang bị một cái khổ gì là đi tìm những cái tương cảm vậy để tăng trưởng cái đó, đâu có phải cách đâu. Thành thử ra không có trí tuệ, không có tuệ giác thì không cách nào được như vậy. Thì sáng hôm nay á, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng á, có mấy việc. Vì tất cả thế gian pháp này nó có mặt, chúng ta không thể chối từ. Nhưng chúng ta cũng còn may mắn là chúng ta vẫn tiếp nhận được những cái pháp Phật để chúng ta cảm hóa nó, chứ không cần làm gì hết á. Tu không cần phải đẩy, không cần phải diệt trừ, không cần gì hết, mà chúng ta phải ôm ấp. Ví dụ vậy nè, mình là có giận, giận là của mình mà, mình là giận là cái chuyện bình thường. Nếu mình nói tôi hết giận rồi, một là làm Phật, hai là làm cây. Nếu mà anh là con người bình thường anh có giận, nhưng mà bây giờ tôi may mắn là tôi có cách để cho tôi giảm được cơn giận, tôi chưa dám nói hết, nhưng mà khi giận lên tôi có cách làm cho tôi giảm cơn giận. Đại chúng ở xứ Mỹ này là hầu như là không có thiếu gì hết, cái nào đúng, trời ơi nội cái xà bông gội đầu nó cũng mấy chục loại, gọi cái gì cho tóc nó mịn, gọi cái gì cho tóc nó không rụng, tóc gì kiếm xà bông gì, thì các pháp cũng thế thôi. Phật pháp cũng đầy đủ để giúp cho mình chuyển hóa. Cho nên mình có một cái niềm tin bất hoại, niềm tin kiên cố là hễ pháp thế gian mà có thì Phật pháp có. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, có nhiều vị đấy,
ăn chay mà còn nghĩ tầm bay, nghĩ mặn, làm thịt heo, thịt gà. Thật sự ra nếu mình nhẹ nhàng, mình biết tư duy quán chiếu là không có gì trở ngại hết. Phóng qua ví dụ bây giờ hàng chục món, cái nào cũng từ tàu hũ mì căn hết. Rồi bây giờ biết cái gì là cái gì. Rồi bây giờ đặt nè, đặt tên nha, đặt tên cho đẹp nha. Mì căn thượng phẩm, gỏi củ phẩm liên hoa. Ví dụ vậy đó. Cơm liên trì, rau bát bủ. Rau bát bủ là rau gì? Cái ngồi nó có rau này rau này, cái cuối cùng bí quá, đại khái giống như gỏi sứa đó. Tại vì cái pháp thế gian người ta đã có trong đầu ta cái món gỏi sứa nó ra gì rồi, cái gì trong đó rồi, mình không cần phải nói gì, là cái pháp thế gian người ta có sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ đưa ra một pháp khác nó tương đồng, dạ gọi sứa chay, để anh biết rằng không phải chỉ ăn mặn mới có. Chúng tôi ăn, mình ăn chay mình vẫn có cái này. Ăn chay à, đâu có nghĩa là mình phải khổ hạnh ăn rau luộc đâu, chỉ là đổi món ăn thôi mà. Thay vì anh ăn sinh mạng của chúng sinh, bây giờ mình đổi cách ăn lại, ăn rau cải để chúng ta nuôi dưỡng, một là tình thương cho các loài vật khác, các loài động vật khác. Hai là giảm đi bệnh tật trong cơ thể mình. Thứ ba là lỡ có bệnh, dễ trị bệnh. Chứ có gì đâu mà mấy anh phải khó dễ với tôi. Bây giờ tôi chỉ đặt một cái tên để nó tương ưng. Pháp thế gian này có cái này, Phật Pháp có cái đó. Đơn giản thế thôi. Bây giờ tôi quấn cái tàu hũ đó đó. Rồi tôi đặt con, tôi không dám kêu con tôm. Nhưng mà tôi kêu là công công. Công công kho tộ. Công công kho tộ là gì? Nói riết không biết giải thích sao cuối cùng tôm kho tộ. Cái anh kia trong đầu anh đã có cái món tôm, anh biết cái mùi tôm kho tộ ra làm sao, hương vị nó ra làm sao. Mình chỉ cần nói một cái khác để ta nhận ra thôi. Và ta nhận ra rồi, ồ pháp này. Thế thôi. Chứ nó không có cái chuyện gọi là ăn mặn nói gì gì, ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối. Thật sự mình nói, nếu mình muốn trách, cái gì trách cũng được hết. Còn nếu mình muốn mở lòng ôm ấp du di, đều có cách để mình du di hết. Mình muốn chấp á, là cái gì chấp cũng được hết. Còn mình nhẹ nhàng là mọi thứ nhẹ nhàng. Ví dụ nãy qua chấp đi. Trời ơi, mời tôi xong có khai lễ. Cái khai lễ đâu là gì đâu. Anh có thì anh làm, có thôi. Mà người tu càng đơn giản càng tốt. Thí dụ vậy, chứ muốn chấp, cái gì mình cũng chấp được. Mà muốn nhẹ nhàng. Ví dụ á, mình muốn trách con mình không? Mỗi ngày đều có chuyện để trách con mình hết. Nhưng mà mình muốn tha thứ cho nó không? Một câu đơn giản thôi. Nó là con mình. Ăn chưa no, lo chưa tới. Nhiều cách để mình suy nghĩ, để mình tha thứ cho người khác đó. Cho nên á, Pháp Hòa đơn giản mà hầu như là mình buồn thì có nhưng mà giận không, thoáng một cái rồi xong. Tại sao phải giận? Tại vì mình có cách thôi. Tại cái vị đó không biết. Trời ơi nè, pháp hội ngàn người nha, xin bà con cô bác quan hỷ tắt phone, xin bà con cô bác chỉnh chế độ rung, mà nó vẫn reo sùm. Nhưng nếu mình giận thì là giận rồi đó. Nhưng mà mình hiểu cả hồi mình reo nhìn lại coi toàn mấy bà cụ không à, trời ơi, xài phone hàng xịn mà không biết tắt phone. Thành thử ra cuộc sống của chúng ta có nhiều khi người ta chen lấn mình, mình vừa bị lấn một cái là cái niệm đầu tiên là bực, nhưng mà vừa xây lại trời thấy bà cụ cầm gậy nhẹ liền. Tự nhiên cho nên con mắt của mình mà nó có cái tuệ, nếu mình đủ cái tuệ và cái phước đó, có nhiều người ta nhìn người ta vẫn chưa thông cảm rồi nha, người ta lợi người ta tìm người ta kiếm chuyện với cái người kia, nhưng mà con mắt có phước á nhìn người ta thông cảm. Cho nên đại chúng thôi mà thưa vậy nè, khi nào mình nhìn người khác mà mình thông cảm được người khác là mình phải tin chắc rằng mình có cái phước của con mắt. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói á, mình tụng kinh Pháp Hoa mà được mấy ngàn công đức ở nơi tai, mấy trăm công đức nơi mũi là chuyện có thật.
là chuyện có thật. Là tại vì sao? Vì bây giờ mình nhìn người ta mà mình biết khởi cái pháp thiện để ôm người ta được, mình tha thứ, mình buông xả người ta được, đó là cái phước của con mắt. Mình nghe người ta nói mình thông cảm được, đó là cái phước của lỗ tai. Tại sao? Cho nên nhiều khi mấy chú lên mét đó, người này kêu anh ấy sao nhiều người ta cũng có cái hay quá mà con không có phước để thấy cái hay người ta, mà con cứ thấy cái dở người ta. Vậy mình thấy cái dở người ta, mình đừng nghĩ mình hay mà mình thiếu phước. Nghĩ như vậy đó để giúp cho mình chuyển cái tâm, giúp cho mình chuyển cái tâm. Tại sao người ta có những cái hay mà không thấy? Giống như bây giờ mà cầm tờ giấy lên hỏi đại chúng thấy gì không, dạ thấy chấm ngay cái giấy mà nguyên tờ giấy không thấy, cả một tờ giấy mà không thấy. Nó là thí dụ như hôm nào mình nhìn mặt bạn mình như vậy, ta đẹp vậy không thấy, thấy có một chút chỗ này lem lem sơ hở. Đó là cái thói quen của mình, mà nói theo Phật pháp là tập nghiệp. Thì ai cũng có tập nghiệp hết đó, thì mình phải lấy cái phước mình chuyển, lấy làm sao để thấy được cái tập nghiệp thiện lành, để đừng thấy những cái điểm. Thật sự ra đó, nếu mà một mình là một người thầy, mình phải thấy đệ tử mình toàn diện dở và hay để giúp cho người học trò. Nhưng mà mình chúng sanh với nhau chưa được, mà cứ thấy cái pháp bất thiện ta là bắt đầu đủ thứ pháp bất thiện khác của mình sinh khởi, là mình biết mình chưa đủ nội công rồi. Đừng có quan tâm cái đó, đừng quan tâm cái đó, mà mình phải nhìn cái khác để giúp cho mình chuyển hóa. Chúc đại chúng có buổi sáng an lạc. Thưa đại chúng, là theo chương trình đó thì sau khi nói chuyện thì nếu ai có những câu hỏi đó thì có thể có một vài câu hỏi để chúng ta sinh hoạt tiếp tục. Còn nếu không thì chúng ta sẽ hồi hướng. Và cái thứ hai nữa đó là ngày mai Pháp Hòa có một ngày tu học với đại chúng ở ngoài hội trường từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Vị nào chưa biết địa điểm thì chút xíu nữa có thể hỏi cái địa chỉ đó, để ngày mai chúng ta thêm được một ngày nữa sinh hoạt với nhau nhân cái dịp lễ Thanksgiving và cũng sắp sửa bước sang năm mới. Rồi bây giờ có ai có câu hỏi nào không? Có một câu hỏi: có nhiều Phật tử khi mua bán có thói quen trả giá thật nhiều để có lợi cho mình. Thưa thầy, vậy có phải là tham không hay chỉ là cuộc sống thôi? Thưa đại chúng, cái này á nó chỉ là cuộc sống. Nhưng mà nếu chúng ta không đủ tuệ giác để chúng ta đưa cái cuộc sống này nó ở mức trung bình thì nó thành một cái thói quen không tốt. Không, là ví dụ mua là phải mặc cả, và như cái luật chung là người bán phải có lời, đó là luật chung, mình không thể phủ nhận. Dù mình mua giá nào mà người đó chấp nhận bán, nghĩa là người đó phải có lời, ít nhiều thôi, chuyện bình thường. Mình là người mua trả giá cũng là chuyện bình thường, nhưng giữa người bán và người mua phải quân bình cái cuộc sống bình thường này, là tôi bán nhưng mà tôi bán với giá phải chăng, để tôi không có phạm vào cái lỗi là gọi là gì, làm giàu trên sự khổ đau mất mát nhiều của người khác. Anh trả giá đó là chuyện thường, nhưng anh nhớ trả cho anh ta sống chứ. Anh trả mà riết ta trợn mắt, ta nói thôi đi chỗ khác mua đi thì tự mình cũng sẽ bị một cái lỗi là mình thành một cái thói quen trả giá mà không chừa cho người khác cho sự sống. Đạo Phật là trung đạo, không có gì tuyệt đối hết. Không phải người ta nói sao mua vậy, mà cũng không phải là mình trả giá mạt sát để được cái lợi cho mình. Đạo Phật là trung đạo mà. Trung đạo nghĩa là anh quân bình được cả hai mặt. Người cho anh cho người bán có một sự sống, và anh mua món hàng anh tự thấy giá cả đúng mình có khả năng. Nếu anh cảm thấy không mua được, anh không cần phải mua. Nhưng mà cũng đừng chèn ép người khác. Thậm chí mua xong rồi rất tự hào, rất tự hào: trời ơi, cái nón này ở chỗ kia 500 mà tôi nói riết mà bà bán tôi còn có 100. Mình tự hào kiểu đó đó thì cũng ok không sao, nhưng lâu ngày mình sẽ thành một cái cuộc sống. Nhưng mà ở đời mà mình
mình có mua thì chắc chắn trong cuộc đời mình cũng phải có bán chứ. Tại vì không có đổi chác buôn bán buôn thì lấy gì có sự sống. Có thể mình không bán cái này, mình bán món khác. Thế mình dễ dãi được cái này thì người khác sẽ dễ dãi lên với mình. Còn mình khó khăn ở đời này á, nhiều khi mình đào khoét chỗ này, mình phải bù đắp chỗ khác. Cho nên á, đạo Phật luôn dạy mình trung đạo. Mà trung đạo nghĩa là tiếng Anh dịch là moderation. Mình cứ làm sao mình quân bình được là tốt. Không? Mình mua và mình bán tất cả đều ở trong cái mặt gọi là tương đối. Chứ còn thì như vậy nó không tạo thành một cái nghiệp cho chính mình. Thật sự ra mình đều có tham hết, ai cũng muốn tham rẻ chứ. Nhưng mà rẻ như thế nào để người bán hoan hỷ bán cho mình? Thật sự có nhiều khi á, người ta có một món hàng người ta quý lắm, nhưng mà vì trong cuộc sống người ta, ta hết đường lựa chọn rồi, người ta phải bán món hàng đó ra. Mình thấy cái món hàng đó rất quý, hiếm mà tìm được, thì mình biết rằng người ta túng quẫn lắm người ta mới bán chứ không phải bình thường đâu. Thì đừng lợi dụng cái cơ hội đó mà ép giá người ta. Mình được phần mình, nhưng mà người ta phải hẹp. Nhưng mà nhân quả đâu có thoát ở đâu. Có nhiều khi mình vừa đem ra tới cửa dắp té bể gãy đổ. Chứ cuộc sống mà, cho nên đó Phật dạy trung đạo. Cuộc sống là đều có sự đổi chác. Nhưng mà chúng ta hãy làm gì mà chúng ta tự thấy lòng của mình nó thanh thản bình an trước những cuộc đổi chác này, thì là chúng ta ok. Xin lỗi đại chúng à, vợ chồng nếu mà nhìn kỹ bồ bịch có phải đổi chác không? Anh thương tôi mới thương lại anh. Nếu mà cái người đó không thương mình, sức mấy mình thương lại? Và nếu mà cái người mình nhận ra người đó quá thương mình mà mình lợi dụng cái chỗ đó, mà cái chỗ đó mình hết rồi, mai mốt họ trả mình hết rồi, hoặc là một ngày nào đó họ mòn mỏi với mình rồi, phải không? Thì họ phải ngã gục thôi, họ give up thôi, họ buông thôi, thì lúc đó mình hối hận. Rồi cái gì mà mình xài vừa chừng thì cái đó mới last long. Còn cái gì mà mình xài mà nó quá chừng mực thì cái đó nó không còn. Cho nên tại sao Phật có cái chấm ngay đây? Nếu nói về lịch sử, à cái đó là cái chấm của Ấn Độ. Còn nếu nói về đạo lý, đây là con đường trung đạo, không phải không trái. Tại sao Tổ Đạt Ma quẩy một chiếc giày mà không quẩy hai? Bởi vì hai là đối đãi, phải không? Một là trung đạo, một là con đường của trung đạo. Cho nên là hễ hai cái đèn thì phải để hai bên, mà lư hương thì phải để ngay giữa. Cái gì nó không cân bằng thì phải để ngay giữa để tượng trưng cho sự trung cân đối. Chuông mỏ để hai bên. Nếu không có hai bình hoa thì bên bình hoa bên dĩa trái cây. Đó là ngay cái bàn Phật. Luôn luôn mình nhìn thẳng vô bàn Phật, quý vị sẽ thấy lúc nào cũng có sự quân bình của sự sống. Cho cuộc sống là rất bình thường. Ai bán cũng phải có lời, ai mua cũng phải có lợi, phải không? Nhưng mà người lời người lợi nó phải đều đặn với nhau, thì cái đó mình mới không bị tổn giảm và không tập cho mình một cái nghiệp tham đắm. Quý vị rõ được, quý vị có rõ được câu hỏi câu trả lời? Phật, dạ con chào thầy biết cũng đây. Con xin hỏi thầy cho người chị bạn của con đó là ông cụ mất thứ bảy tuần tới là đúng 49 ngày như vậy, thì gia đình có mời thầy với ni để cúng 49 ngày là đúng cho ông ở nhà, còn ở chùa thì với thầy cúng ngày chủ nhật. Vậy là mình làm gì có được hay không? Con xin hỏi thầy dùm chị bạn đó không? Đại chúng có nghe rõ câu hỏi không? Nếu mà ở nhà đồng thuận, ở chùa đồng thuận là được hết rồi. Thật sự ra thưa đại chúng, mình sống trong một cái hoàn cảnh khó mà mình làm cái gì đúng như ý mình. Ví dụ như cúng thất, có nhiều lúc không thể cúng đúng ngày. Bây giờ dù chùa có nhận cúng đúng ngày, con cái đi làm hết, làm sao nghỉ? Miễn làm sao mọi việc nó trong khoảng 49 ngày rồi. Xê xích một vài ngày, lui một hai ngày không sao. Cái việc tạo phước cho người mất nó cũng không phải chỉ hạn hẹp trong 49 ngày.
Nhưng mà quan trọng nhất là trong 49 ngày. Bởi vì sao? Bởi vì theo như kinh nghiệm của chư tổ thì thần thức người đó đang rất cần sự trợ lực của mình trong khoảng thời gian này. Nếu như mà qua rồi làm vẫn được, chứ không phải không. Ví dụ như người thân mình mấy chục năm mất rồi mình vẫn cúng dường tạo phước được chứ có sao. Nhưng mà quan trọng nhất, bởi vì người mới mất họ đi vào một cảnh giới mà họ đang rất là hoang mang, lo lắng, họ không biết họ sẽ đi về đâu. Sự trợ lực của mình trong thời gian này rất cần thiết. Không phải, ví dụ mình, cái người mới đặt chân qua nước Mỹ, người ta rất là lo lắng, người ta không biết một cái gì hết. Thì cái người nào mà xuất hiện đúng lúc đó giúp đỡ cho họ những ngày họ mới đặt chân tới nước Mỹ đó, thì giúp cho họ rất nhiều trong cuộc sống. 3 năm sau, thậm chí 5 sau thôi, họ cũng biết đường đi, họ biết 1-2 câu tiếng Anh thì nó khác rồi. Thì mình cứ lấy cái sự sống mình ra mà mình suy nghĩ đến người mất. Vì vậy mà ông tổ tiên mình hay dùng cái từ là gì? Sự tử như sự sống. Nghĩa là mình xử với người sống, chứ người chết làm sao cũng giống như mình xử sự với người sống vậy đó. Mình nghĩ người sống vậy đó. Cho nên mình cúng cái chén cơm, mình cúng không? Vì đó là cái đời sống của người Việt Nam chúng ta là ăn cơm, thì mình cúng cơm. Ví dụ như giờ mình là người Ấn Độ, cũng người Ấn Độ người ta không ăn cơm nhiều. Ví dụ ta ăn chapati với lại cà ri, thì người ta vẫn cúng được chapati cà ri. Bây giờ người Mỹ người ta không cúng cơm, người ta cúng khoai tán, mashed potato, pizza, spaghetti, được không? Được. Mình ăn gì cúng đấy. Thì mình sống đời, người Việt Nam mình ăn đũa chứ mình cúng đũa. Người Mỹ không ăn đũa mình cúng đĩa. Không có sao hết. Cúng là gì? Mình sống sao mình xử người chết như vậy. Mình uống nước trà, người ở đông mình uống nước trà chứ mình cúng trà. Người Mỹ uống coca và cola thì ta cúng coca cola. Cho nên hôm qua Pháp Hòa cũng có giải thích đó, tại sao người Việt Nam mình cúng cái cúng cô hồn, cúng đất đai, có dĩa muối gạo. Tại sao không có dĩa muối gạo? Đâu có là gì. Vì người Á Đông mình quan niệm là gạo nước, gạo muối. Nhà mà đầy đủ gạo muối là nhà đó không có đói, no đủ. Cho nên mình đem dĩa muối, dĩa gạo lên để. Có gì đâu, biểu tượng người Việt Nam tôi sống vậy, cho nên tôi cúng như vậy. No, quan niệm no đủ của mình là gạo muối, cho nên mình cúng cho người ta sự no đủ bởi gạo muối. Thế thôi, chứ đâu có gì đặc biệt. Và mình có thể cúng bất cứ cái thời khoảng nào, nhưng mà trong thời gian người mới mất rất là cần. Không phải mình tụng mà họ siêu, nhưng mà những thời kinh của mình là những thời kinh khai thị để giúp cho cái người mất đó mở tâm. Vừa rồi Pháp Hòa giảng ở Chicago 4 loại tâm. Trái tim mà mình đang thở đây gọi là gì? Nhục đoàn tâm. Mà cái hình dáng đó là một cái búp vậy nè. Nhục đoàn tâm. Mà hễ tâm mà chưa khai mở thì là sen búp. Tâm mà mở ra rồi là tâm hoa sen. Ví dụ như nó thôi mở lòng đi. Nếu anh tâm còn khép, anh đâu cảm thông, đâu có thương được ai. Mà anh mở tâm, mình tha thứ, anh mở lòng là được rồi, anh thương hết. Cho nên nhục đoàn tâm này nó cũng quan trọng lắm. Nếu mình có tuệ giác, mình chuyển vào nó, từ cái nhục đoàn tâm bình thường nó trở thành ra một cái tâm liên hoàn cũng được. Xin hỏi con cũng có mấy đứa bé trong nhà, có nghĩa là nhiều anh chị cũng có con trong nhà. Như thầy nói là anh trai là tốt, anh trai mà anh trai thì tốt. Nhiều khi con thấy anh trai cũng nhiều con quá, nhưng mà nói chung là anh trai là tốt. Nhưng mà nhiều khi con thấy đi ra ngoài đó, đi ra ngoài ăn ít đâu thì là mấy đứa nhỏ nhiều khi nó người nói là thôi đi ăn bánh chay, tự nó không vui. Nó không vui thì ví dụ như là mình, con nghĩ là nếu mà mình ăn mặn cho con cái trong nhà nó vui, hay là đi ăn cùng với chồng con để cho nó trong nhà nó vui vẻ, thì con thấy cũng là một cái tốt. Thì nghĩ sao ạ?
Con nghĩ sao? Con nghĩ sao khi em mà con đặt câu hỏi như vậy là con nghĩ là đương nhiên là con không có anh trai được như nhiều quý vị Phật tử ở đây, à, hoặc là trong nhà con cũng có người chị anh trai, thì khi mà chị anh trai thì chị không có được, chị không nghe nhạc được mạnh nữa, thì chị sẽ không muốn đi đám cưới, tại vì nhạc nhiều quá và ăn mặc nhiều quá. Chỉ nhìn người ta ăn mặc mà chị ăn chay thì mình người ta không thấy, người ta không phải là người ta không vui, nhưng mà nếu mà mọi người cùng ăn một món hết thì vui vẻ với nhau. Nhưng mà nếu mà người này ăn mặc, người kia ăn chay thì tự nhiên cái người hết, như là nếu mà thầy nói với mấy đứa nhỏ mà thầy ăn chay, đứng như thầy ăn chay tụi nó ăn mặc thì nó dạ thì tao hiểu, lúc nào con cũng nghĩ như vậy. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa đại chúng là đạo Phật dạy cho chúng ta con đường trung đạo. Cho nên á, cái việc mà mình ăn chay trường á, hay là ăn chay kỳ á, nó không có phải là cái chuyện quan trọng là ồ, phải là chay trường. Nếu như mình còn gia đình, còn con cái, mình phải làm sao khéo léo sắp xếp để mà mình hội nhập được với gia đình mà gia đình không có gì phiền muộn. Thí dụ thôi, ngày hôm đó mình cũng có thể đi ăn, nhưng mình cũng không cần phải nói gì hết, nó rủ đi ăn cứ đi. Khi vào trong bữa ăn là do mình không cần tuyên bố, mình không cần gì hết, mà mình khéo léo mình ăn như thế nào để các con vẫn thấy mẹ đi ăn với mình. Cái quan trọng là mình biết sắp xếp và đừng có tuyên bố gì hết. Không phải là mình sợ ai, nhưng mà vì chúng ta là người tu tập, chúng ta lấy cái tâm của mình ôm ấp những người chưa tu tập. Nếu các con nó dễ dãi, nó nói đâu có sao, miễn mẹ đi ăn với con là được rồi, mẹ ăn cái gì mẹ thích, cái đó nó quá dễ. Nhưng mà giờ nó chưa được cỡ đó thì mình không thể bắt nó theo mình, là vì nó là những người chưa nghĩ tới. Mà mình là người đã nghĩ tới là phải ôm những người chưa nghĩ tới bằng cách là mình khéo léo. Pháp Hòa hay ví dụ, mình có thể chạy bộ, không ngại gì phải lui lại để đi bộ với người chưa biết chạy. Thật ra không sao hết, chị cứ nhẹ nhàng trong cái sự việc đó. Thậm chí bây giờ cái bữa đó mà chị muốn cho các con mình nó vui đi, chị không ăn chay cũng không sao hết á. Không phải tu hành là cái ngày mình thành Phật là cái ngày hôm đó đâu, nhưng mà cái quan trọng là mình độ được những chúng sanh mà nó đang gần gũi với mình, để nó không có một cái dị ứng với cái cách tu của mình. Mình tu làm sao mình không dị ứng với chúng sanh mới là giỏi. Hoặc là người khác tu thấy mình tu mà tại dị ứng với mình á là mình tu dở. Chị hiểu ý mà nói không? Thành thử ra nhiều khi người ta thấy mình tu mà ta sợ là mình biết là mình tu, mà ta thấy mình ta dị ứng rồi đó. Không? Còn mình thấy mọi người xung quanh mình ơi ăn trứng nha, ăn ba rô nha, ăn hành nha, mình không ăn là chuyện của mình. Dĩ nhiên không ăn được là tốt, vì cái đó là cái hôi nồng, nhưng có những cái mình phải hiểu rằng nó cũng là rau cải thôi, nhưng mà tại vì cái chất nồng của nó mà chúng ta giảm. Nhưng mà có những người, người ta không có phải chuyện đó. Xin lỗi đại chúng, quý vị qua bên Miến Điện, qua bên Tích Lan, qua bên Ấn Độ, người ta ăn hành khủng hoảng lắm. Hành củ mà ta sắc mà ta xào giống như rau vậy đó. Đúng không? Rồi không lẽ mình nói người ta tu không linh. Phải không? Nhưng mà tại vì mình cái cách của mình là mình giảm cái đó để chi? Vì cái chất hôi nồng, mồ hôi mình nó tuôn ra nó cũng khó, cái mùi khó chịu, hơi thở mình nó cũng khó chịu. Nhưng không phải là cái vấn đề mà mình ăn vậy rồi mình không tu. Thật ra mình Đức Phật á, mình phải thấy cái cách của Đức Phật, và mình cũng học được cái cách mà mình nhẹ nhàng trong mọi việc. Thành thử ra Pháp Hòa thưa vậy đó, một là mình tu làm sao mình đừng dị ứng với ai hết, và ngược lại mình tu làm sao để đừng ai thấy mình tu mình ta dị ứng. Mình tu mình dị ứng với người ta là mình tu dở, không? Và ngược lại là người khác thấy mình không dị ứng với người ta là mình tu giỏi, còn người ta mà dị ứng mình là mình tu dở, vì mình không biết cách uyển chuyển trong cuộc sống. Thưa đại chúng là nhiều khi á, con cái của mình ép nó quá trong lúc nó nhỏ. Bắt nó vô chùa, quỳ lại bao nhiêu lại giống mình, sám hối 108 lại. Cái gì mình nghĩ đó là tu đó, mình nghĩ là cái cách vậy là tu. Nhưng mà nó sẽ làm
khi nó chưa đủ 18 tuổi. Nhưng ở trong bụng nó không vui. Và khi đủ tuổi rồi, nó đủ quyết định là con không đi nữa, thì chừng đó mình có lôi kéo cỡ nào nó cũng đi. Cho nên độ một đứa nhỏ ở cái quốc độ này á, khó lắm. Vì sao? Vì nó là như kinh, nó là chúng sanh ở quốc độ can cường. Nhưng cũng thông cảm là vì nó ở một cảnh giới mà nó không hề biết khổ. Nào, con người mình cũng thế. Kể chính người lớn mình nè. Mình người lớn mình có can cường cứng cỏi khó độ không? Cũng có cái cứng cỏi của mình. Có nhiều người không tin trời đất phật phước gì hết. Có nhiều người còn không, chẳng những không tin mà thấy người khác làm mà còn bài xích nữa. Từ thiện, tại sao phải làm từ thiện cho mấy người đó? Họ có tay có chân, tại sao mình phải giúp họ? Vân vân. Thật là quý vị thấy không? Đó, chúng sanh người lớn thì cũng có cái cứng cỏi của người lớn. Thì quốc độ của thế giới, những trẻ em nó lớn lên, nó cũng có cứng cỏi của nó. Còn nói theo cảnh giới cao là gì? Ở cõi trời khó tu. Là gì? Sung sướng quá, khó phát tâm. Còn con người mình ở cảnh khổ, cho nên mình thấy có khổ có vui, mình có cái so sánh mình tu. Tóm lại á, các chị làm như vậy là đúng, không có gì sai hết. Mà đừng có lo là mình tội lỗi gì hết. Phải không? Mình độ được một chúng sanh như con cái của mình đó, cái đó mới gọi là cái cách mà mình khéo léo độ sanh. Còn các chị cứ thoải mái, nhẹ nhàng trong mọi việc, ứng xử làm sao mà gia đình mình vui vẻ, hạnh phúc với cái sự tu hành của mình. Thậm chí ngày đó là ngày rằm mà giờ kẹt quá không ăn chay được, không sao hết. Không có tội lỗi gì, Phật không có buồn phiền gì mình hết á. À, mà cái quan trọng là mình tu như mình không cố tình. Hôm nay mình thèm quá ăn đại đi rồi ngày mai mình ăn bù. Mình không cố tình nghĩ như vậy mà vì cảm hóa người thân mình. Hai cái khác nó khác. Ví dụ như cái ông thầy kia đó, ông thấy cô gái té xuống suối, ông đâu có cố tình ông chờ cổ té để cổ chụp để ông lợi dụng ẩm cổ đâu. Nhưng mà giờ đi qua tới cái đầu bờ suối đó, cổ té mà bây giờ ông thấy không, tôi không cứu cô được tại tôi giữ giới. Còn ông phải nhào ra ông ẵm cô đó lên cứu cô đó chứ. Rồi cứu được cô đó rồi qua tới bờ an ổn rồi, ông đặt cô đó xuống và ông đi một cách thông dong. Mà trong cái đó người sư đệ ông không hề ẵm cô gái đó. Nhưng mà bực tức với ông, đi một đoạn rồi chịu hết nổi mới nói tôi không ngờ hôm nay sư huynh phá giới. Ông sư đệ với ông sư huynh hỏi vụ gì? Nói ông đã ẵm một cô gái. Thì người sư huynh nói trời sư đệ, ta đã để cô đó xuống lâu rồi mà sao em còn ẵm cô tới đây. Ông thầy ẵm bằng hình tướng, nhưng ông thầy không hề có gì trong lòng. Người kia không ẵm bằng hình tướng, nhưng người đó đã ẵm bằng tâm thức. Và thưa đại chúng, đạo đức, đạo đức là gì? Đạo đức là giới. Anh giữ giới là đạo đức, phải không? Đạo đức ở chỗ nào mà người ta chết ngay chỗ đó mà không cứu, để gọi là giữ giới. Anh giữ giới để anh được cái tiếng là anh không đụng vô người nữ. Anh tránh được cái tiếng đó mà cuối cùng anh phạm sát sanh. Thấy người chết mà không cứu. Thí dụ vậy, phải không? Mà anh tu cỡ nào mà để anh biến anh thành vô cảm đến mức độ là người ta cầu cứu mà nó không, tôi giữ giới. Thí dụ cái người mình nói, ồ cái người đó đạo đức lắm nha. Đạo đức là gì? Sống không có làm những điều sai quấy là đạo đức. Vậy thì chữ giới trong đạo Phật á, nếu ai hỏi mình giới là gì, cứ giải thích gọn gàng, giới nghĩa là đạo đức. Anh sống đạo đức là anh giữ giới. Anh không giết người hại vật là anh đạo đức. Anh không trộm cắp là anh đạo đức. Anh không tà anh ngoại tình là anh đạo đức. Anh không lường gạt dối trá là anh đạo đức. Phải không? Thành ra người đạo đức là người sống có mực thước. Thế thôi. Cái vị thầy đó không ẵm cô gái kia mà ẵm suốt buổi. Còn ông kia ông ẵm xong rồi ông đặt xuống cái là ông xong. Vậy thì sao? Ông không hề có quan tâm gì hết. Thấy trước mắt một người cần là mình giúp. Thì mình cũng thế. Mình không có cái tâm muốn ăn mặn. Nhưng vì ở hoàn cảnh, quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng không? Trong sử kể đó, ngài ở chung với lại thợ săn 15 năm mà không ông thợ săn nào biết ngạn chay. Là vì họ nấu thịt đó, là ngày cắt rau ngày bỏ vô. Rồi thì tới giờ ăn là ngày cứ rắp rau ngày ăn. Không ai biết ngạn chay. Pháp Hòa có quen một bà cụ về làm dâu cho một gia đình mà quý vị biết người Huế mà hoàng tộc đó, là người ta khó cỡ nào. Về làm dâu cho một gia đình hoàng tộc,
ăn chay 30 năm, cả gia đình không hề biết bạn ăn chay, không ai biết bạn ăn chay hết. Bạn chay trường 30 năm vẫn nấu ăn cho gia đình, phục vụ gia đình chồng tươm tất, không thiếu một món nào. Muốn ăn gì bà nấu đấy, bà vẫn lên mâm cơm bà ngồi. Nhưng mà tới giờ bà cứ gắp rau gắp đậu bà ăn bình thường, không ai biết bà ăn 30 năm như vậy. Đến khi mà cha mẹ chồng lớn tuổi mất rồi, chừng đó chồng và người nhà mới biết bà là người ăn chay. Thành thử quý vị thấy là những cái bậc mà người ta không có cần phải, thật sự ra mình tu làm sao mình nhẹ nhàng được, và những cái hạnh đó là mình nên để ý mình học. Có nhiều khi bình thường ăn nguyên chén nước mắm vậy đó, mà bữa nào ăn chay xích xích ra coi chừng nước mắm văng. Tao nói mình máy móc quá. Thôi hết giờ rồi, con cho câu nữa thôi hả? Cho câu nữa thôi thầy. Dạ, rồi bữa nay ngày khai trương để xả vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là thầy, dạ thưa thầy, ba mẹ con mất rồi á, thì tụi con, chị em con hay tụng kinh Địa Tạng với lại kinh A Di Đà. Rồi chị con có đi nghe giảng của một thầy ở trong pháp môn Tịnh Độ, nói chỉ cần niệm A Di Đà thôi, không có cần tụng kinh. Vậy bây giờ làm cho con cần tiêu. Cô bị cần tiêu xong giờ cô cần tiêu thầy. Thật sự ra thưa đại chúng, cách nào cũng được. Bởi vì á, thí dụ như khi mà mình niệm một câu niệm Phật thì mình không có bị chi phối gì hết, tâm mình chú ý tới câu niệm Phật, tịnh cái tâm cũng là bản sanh, và mình hướng tâm về Đức Phật mà phát nguyện tiếp độ mình bản sanh. Thành thử ra tâm mình hướng về vị thầy phát nguyện và đúng danh hiệu của ngài, tâm mình định tĩnh thì mình được tiếp rước theo cái biến mình đủ cái duyên phước. Tuy nhiên mình có tụng kinh trợ lực thêm cũng là điều tốt. Tại sao? Tại vì nếu mà mình thấu rõ được các pháp tội lỗi sanh diệt của thế gian thì mình dễ xả ly hơn. Thêm nữa chứ có sao đâu. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, Pháp Hòa nói cô ăn chay là lấy cái ý chính. Nhưng nếu cô thấy được rằng á, tại sao ăn chay là vì cô thấy rõ ràng á, mình ăn mặn chưa ăn thôi, mình nghĩ tới cái cách thôi là phải đập đầu, là phải đánh dậy, phải cắt, phải khứa, cái pháp ác nó sinh trong tâm rồi. Hoặc là mình thấy bao nhiêu cái đau khổ của sinh mạng chúng sinh nó chết, mình dễ phát tâm chấm dứt chuyện thèm mặn hơn, phát tâm thẳng tiến hơn. Quý cô hiểu không? Tức là khi mình hiểu được cái pháp bất thiện, lý do mình thấy được cái pháp bất thiện, cho nên mình sanh tâm thiện một cách thẳng thớm mà không cần phải suy nghĩ. Ví dụ quý cô á, là người đã từng thấy cảnh khổ, cho bây giờ phát tâm tu là tu thẳng lắm. Tại vì tôi biết khổ rồi, cho nên tứ diệu đế đâu, đây là khổ tôi đã biết, tôi đạt đây là khổ tôi đã qua, đây là khổ tôi đã chứng. Còn người mà chưa biết cảnh khổ, nhiều khi nó còn muốn vô. Con cá trong lờ nó đỏ hoe đôi mắt, con cá ngoài lờ nó lúc lắc nó muốn vô. Cho nên nếu mà mình nghe được kinh Địa Tạng, mình thấy là cái gì là tội lỗi thì nhiếp tâm hơn nữa trong vấn đề niệm Phật. Cho nên trí tuệ mà mở ra rồi thì đường tu mình nó thẳng hơn nữa. Cho nên hai cái đó nó tương duyên với nhau, tốt chứ không. Nó học bác sĩ là học y, nhưng nếu mà nó không có những môn toán, lý, hóa, anh văn, làm sao nó đủ có cái bằng bác sĩ? Đâu phải chỉ y học không, nó phải có những cái khác trợ cho nó để nó thẳng tiến trên con đường y học của nó.